Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về táo đỏ có thật sự giúp cho xương khớp chắc khỏe hay không? Lời giải đáp từ đông y và khoa học hiện đại. Nếu các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Phần đầu tiên, táo đỏ có thật sự giúp cho xương khớp chắc khỏe hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm câu trả lời cùng với Trang ha. Bởi vì mọi người nghe nói là táo đỏ nó sẽ giúp cho sức khỏe, cho xương khớp chắc khỏe hơn. Thì tại sao nó lại giúp cho xương khớp của chúng ta chắc khỏe thì chúng ta sẽ tìm hiểu với Trang. Táo đỏ không chỉ có lợi cho sức khỏe tim mạch đâu, mà còn mang đến rất nhiều những tác dụng cho xương khớp. Và sau đây là những cái phân tích theo cái tác dụng của y học cổ truyền và theo y học hiện đại để cho mọi người thấy là tại sao táo đỏ lại tốt cho xương khớp ha. Đầu tiên là giải thích theo y học cổ truyền. Thì trong y học cổ truyền, táo đỏ được coi là một vị thuốc bổ tỳ, dưỡng huyết, có vị ngọt, tính ôn và có tác dụng đi vào các kinh như là tỳ và vị. Theo quan niệm của đông y, thì cái việc dưỡng huyết và bổ tỳ nó sẽ cung cấp cái năng lượng cho cơ thể, cải thiện tuần hoàn lưu thông máu. Từ đó nó sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng cơ, xương và khớp tốt hơn. Táo đỏ còn giúp cho mọi người hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu đến các xương, giúp làm giảm đau nhức và cứng khớp. Đặc biệt là trong những cái trường hợp bị suy nhược hoặc là thiếu máu như là ở người lớn tuổi nè. Và nó thường gây ra những cái cảm giác như là đau mỏi ở xương khớp. Thì đó là cách lý giải theo y học cổ truyền. Thứ hai, theo y học hiện đại. Thì những nghiên cứu trong y học hiện đại đã phát hiện những cái thành phần có trong táo đỏ đó, nó mang đến những cái lợi ích tốt cho sức khỏe xương khớp, bao gồm những cái chất dinh dưỡng, những cái vitamin, những cái khoáng chất, nó sẽ hỗ trợ cho xương chắc khỏe và ngăn ngừa những cái vấn đề về xương khớp. Đầu tiên là do nó giàu những cái khoáng chất cần thiết cho xương. Như là canxi và phốt pho có trong táo đỏ đó, thì một cái lượng vi chất này mặc dù nó nhỏ mọi người ha, nhưng mà cả hai cái khoáng chất này nó đều giúp cho cái sự duy trì cho xương chắc khỏe và hỗ trợ cái quá trình tái tạo những cái mô ở xương. Nếu như thiếu canxi thường xuyên sẽ dẫn đến loãng xương và làm yếu xương khớp. Cho nên là canxi và phốt pho là hai dưỡng chất cần thiết cho xương của chúng ta. Magie. Magie nó giữ một vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì cái mật độ xương và giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Việc mà chúng ta bổ sung những thực phẩm giàu magie hay là bạn bổ sung những cái viên uống, những cái dạng bột có chứa magie đó thì nó sẽ làm giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương. Trong táo đỏ chứa nhiều những cái chất chống oxy hóa. Thì những hợp chất chống oxy hóa có trong táo đỏ như là flavonoid, saponin, vitamin C. Thì những cái chất này nó sẽ giúp bảo vệ xương khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Từ đó nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh lý như là viêm khớp, thoái hóa khớp do tuổi tác. Những chất chống oxy hóa này nó sẽ giúp cho mọi người giảm viêm, giảm đau và giảm sưng tấy ở các khớp. Vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen. Vitamin C có trong táo đỏ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tổng hợp collagen. Thì collagen là một loại protein quan trọng trong các sụn dây chằng và mô liên kết tại xương khớp. Collagen sẽ giúp cho khớp linh hoạt và giảm ma sát khi chúng ta vận động, ngăn ngừa sự thoái hóa của sụn và duy trì sự đàn hồi của mô khớp.
Thì chúng ta thấy rằng khi mà mọi người bổ sung collagen đó thì ngoài tác dụng làm đẹp cho làn da thì nó còn tốt cho sức khỏe nữa mọi người ha. Khi mà chúng ta đi sâu vào bên trong thì chúng ta mới thấy được những cái điều tuyệt vời mà những cái sản phẩm nó mang đến cho mình. Tiếp đến là nó giúp cho mọi người giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng những cái hợp chất chống viêm trong táo đỏ nó sẽ giúp cho mọi người giảm sưng viêm tại các khớp. Đặc biệt là trong những cái trường hợp viêm khớp dạng thấp hay là thoái hóa khớp mọi người ha. Việc giảm viêm nó sẽ giúp cho mọi người giảm đau nhức nè và duy trì cái sức khỏe cho xương khớp nó tốt hơn. Táo đỏ giúp cho bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cho cơ thể phòng chống được những cái vi khuẩn, virus gây viêm nhiễm ở các khớp xương. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Táo đỏ thì nó ít calo, nó giàu chất xơ, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là no lâu hơn, từ đó sẽ hỗ trợ được cái vấn đề là kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Và việc duy trì cân nặng hợp lý đó, nó sẽ giúp cho mọi người giảm bớt những cái áp lực lên các khớp, đặc biệt là những cái khớp chịu lực nhiều nhất như là khớp đầu gối nè, hay là khớp hông. Từ đó nó cũng ngăn ngừa được những cái tổn thương ở các khớp mọi người ha. Cho nên là quản lý cân nặng là một trong những cái điều mà chúng ta luôn hướng tới, không phải đơn giản chỉ vì đẹp đâu mà còn vì sức khỏe của chúng ta nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng táo đỏ là một trong những cái loại quả có lợi cho xương khớp nhờ vào lượng khoáng chất cần thiết, những cái hợp chất chống oxy hóa, vitamin C cùng với những cái hợp chất chống viêm. Việc mà chúng ta sử dụng táo đỏ đúng cách, sử dụng đều đặn thì nó sẽ giúp cho xương khớp khỏe mạnh, ngăn ngừa được thoái hóa khớp. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng táo đỏ thì bạn nên kết hợp trong một cái chế độ ăn uống cân đối và không xem đây là một cái liệu pháp điều trị thay thế bất kỳ các liệu pháp nào khác mà bác sĩ đã kê đơn cho bạn, mà chúng ta chỉ xem như là một thực phẩm bổ trợ kèm theo có lợi cho sức khỏe xương khớp. Và nếu như bạn muốn tìm mua táo đỏ hay là tham khảo đó thì có thể vào cái giỏ hàng hiện trên góc trái màn hình video các bạn nha. Chúng ta cứ tham khảo, nếu như phù hợp thì chúng ta mua về sử dụng ha. Phần thứ hai, hướng dẫn cách dùng táo đỏ tốt cho xương khớp. Các bạn thân mến, thì có rất nhiều cách để chúng ta sử dụng táo đỏ mang đến cái hiệu quả tốt cho xương khớp. Thì Trang chia sẻ một số những cái cách dùng sau thôi để cho mọi người tham khảo để chúng ta sử dụng ha. Đầu tiên, về cách dùng tốt nhất thì mọi người luôn thắc mắc là cái liều lượng sử dụng là bao nhiêu. Thì ở đây Trang chỉ đưa ra cái liều khuyến nghị thôi mọi người ha. Thì mỗi ngày bạn có thể sử dụng từ 5 đến 10 quả táo đỏ khô đó để đạt được cái hiệu quả tốt cho xương khớp. Có nghĩa là mọi người sử dụng từ 5 đến 10 quả trên một ngày. Nếu như bạn dùng táo tàu tươi á, thì bạn có thể dùng khoảng từ 2 đến 3 quả trên một ngày. Và lưu ý là tránh sử dụng quá nhiều táo tàu các bạn ha, bởi vì táo tàu nó có vị ngọt tự nhiên đó. Nếu như chúng ta dùng nhiều hơn cái liều khuyến nghị thì nó có thể gây tăng đường huyết ở những người nhạy cảm hoặc là những người đang cần kiểm soát cái lượng đường trong máu của mình. Rồi, thứ hai là về thời gian sử dụng. Thời gian sử dụng liên tục để đạt được hiệu quả tốt nhất thì bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 tháng liên tục. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ một tháng mọi người ha, rồi mới tiếp tục sử dụng lại. Còn không thì bạn sử dụng một tuần 2 đến 3 lần cũng được. Thời điểm tốt nhất trong ngày để bạn sử dụng táo đỏ đó chính là vào buổi sáng hoặc là buổi chiều đều được hết các bạn ha. Tuy nhiên, buổi sáng là thời điểm tốt nhất để cơ thể của chúng ta hấp thụ những cái dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng và cung cấp cái năng lượng cho một ngày mới. Cái này thì mọi người cứ sắp xếp thôi, làm sao cho nó phù hợp nhất và thuận tiện nhất là được rồi. Rồi, thứ ba, cách dùng táo tàu. Thì bạn có thể sử dụng trước hay là sau ăn đều được hết. Thì thông thường người ta sẽ sử dụng táo tàu sau bữa ăn khoảng 30 phút mọi người ha.
Dùng sau khi ăn đó thì nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa và giảm bớt căng thẳng. Cũng như là khi chúng ta ăn một cái bữa ăn thịnh soạn đó, nhiều thịt cá hay là dầu mỡ, thì bạn uống một cái ly trà táo tàu sau bữa ăn 30 phút thì bạn sẽ thấy rằng cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó làm việc nhanh hơn, nó hạn chế sự tích lũy cái lượng mỡ thừa trong cơ thể nữa, và nó hỗ trợ về vấn đề tiêu hóa, hạn chế đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu, và nó giúp cho cái tiêu hóa hoạt động một cách tốt hơn nữa các bạn ha. Còn cách chế biến thì bạn có thể ăn trực tiếp nè, có thể hãm thành trà, có thể nấu cháo hay là làm những cái món ăn mà mình yêu thích. Thì trà táo tàu là một trong những cái cách sử dụng phổ biến, rất tốt và dễ sử dụng các bạn ha. Thì cách pha trà rất đơn giản, bạn sử dụng từ 5 đến 10 quả táo tàu khô, rửa sạch, rồi cắt thành từng lát mỏng. Rồi cho vào cùng 500ml nước sôi, hãm trong vòng 10 đến 15 phút là có thể dùng được. Để tăng thêm hương vị, mọi người có thể cho thêm vài lát gừng vào để tăng cái hiệu quả cũng được. Và lưu ý giúp Trang là táo tàu an toàn và có lợi cho sức khỏe của xương khớp, nhưng mà nếu như bạn có vấn đề về đường huyết thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng một cách thường xuyên ha. Bởi vì cái vị ngọt trong táo tàu đó nó có thể ảnh hưởng đến cái đường huyết, cho nên mọi người cần lưu ý và cân nhắc để chúng ta sử dụng đạt được những cái hiệu quả tích cực hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba cùng với Trang ha, những lưu ý cần thiết khi sử dụng táo tàu. Táo tàu thì cũng rất dễ mua, dễ tìm kiếm rồi mọi người ha, và cũng rất là dễ sử dụng. Nhưng mà khi sử dụng để hỗ trợ cho sức khỏe xương khớp hay là bất kỳ những cái vấn đề nào cho sức khỏe thì mọi người cũng cần phải sử dụng đúng cách, an toàn để đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Thì các bạn cân nhắc những cái trường hợp sau đây để trong cái quá trình sử dụng sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt hơn. Không nên sử dụng quá nhiều. Táo tàu có vị ngọt tự nhiên, chứa nhiều đường, cho nên nếu như chúng ta ăn nhiều đó, nó có thể làm tăng đường huyết và nó không phù hợp cho những người cần kiểm soát lượng đường trong máu hoặc là những người có nguy cơ gặp vấn đề về đái tháo đường. Lưu lượng phù hợp là từ 5 đến 10 quả táo tàu khô thôi các bạn ha, còn nếu như dùng tươi thì 2 đến 3 quả trên một ngày. Không nên sử dụng khi mà bạn đang bị tiêu chảy hay là rối loạn tiêu hóa, bởi vì nó có thể gây đầy hơi, khó tiêu cho những người có hệ tiêu hóa đang yếu. Nếu như bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa thì bạn nên hạn chế sử dụng táo tàu ha, hoặc là bạn có thể nấu chín táo tàu trước khi sử dụng để giảm bớt những cái tác động này. Cẩn thận đối với những người có cơ địa dị ứng. Thì một số người sẽ có cơ địa dị ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của táo tàu đó. Có nghĩa là khi bạn đã ăn táo tàu rồi bạn bị phát ban, mẩn ngứa, đề đai vân vân, thì bạn sẽ không nên sử dụng vào những cái lần sau bất kỳ những cái thực phẩm nào có chứa táo tàu nữa. Phụ nữ có thai và cho con bú. Táo tàu thì thường an toàn, nhưng mà phụ nữ có thai và cho con bú thì mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng ha. Bởi vì những cái trường hợp đặc biệt này thì thường Trang không khuyến khích sử dụng bất kỳ những cái loại thuốc hay là dược liệu nào, cho nên chúng ta cần lưu ý ha. Kết hợp đối với những loại dược liệu khác một cách hợp lý. Thì táo tàu thường kết hợp đối với kỷ tử, gừng, cam thảo, hoa cúc, vân vân. Tuy nhiên khi mà dùng thuốc đó, mọi người kết hợp thêm dược liệu nữa thì nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc ha. Bởi vì khi mà Trang chia sẻ đó thì mọi người lưu ý giúp Trang là Trang chỉ chia sẻ một cái kiến thức đơn giản nhất thôi về một cái loại dược liệu mà Trang đang nói trong cái video. Cho nên là mọi người cứ vào hỏi Trang là dược liệu này kết hợp đối với dược liệu khác có được hay không. Việc kết hợp với mọi người là phải do các bác sĩ y học cổ truyền hay là các lương y kết hợp. Còn Trang thì Trang chỉ chia sẻ những cái loại dược liệu đơn giản, đơn thuần thôi về sử dụng một cái loại dược liệu đó thôi. Cho nên là thường là Trang sẽ nói rằng là Trang sẽ không biết rõ về cái sự kết hợp, bởi vì khi kết hợp thì cần phải có cái liều lượng chính xác nữa. Cho nên là mọi người cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Và khi sử dụng thì chúng ta nên dùng đúng liều lượng để mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Và lưu ý là
Đây chỉ là một trong những cái thực phẩm nó kết hợp trong cái chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi của mỗi người. Cho nên để có được một cái sức khỏe tốt nhất dù bất kỳ ở khía cạnh nào nữa, khi mà chúng ta sử dụng táo tàu thì mọi người cũng cần phải lưu ý và cân nhắc, phải kết hợp đầy đủ giữa dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập. Có bệnh thì phải dùng thuốc theo phác đồ của bác sĩ và không nên kết hợp cùng lúc giữa điều trị và sử dụng táo bào các bạn ha. Nếu như muốn dùng thì cách xa 2 giờ. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang có thể chia sẻ về táo tàu có tác dụng đối với xương khớp trong video ngày hôm nay, để giải thích cho mọi người thấy rõ và hiểu hơn về những cái tác dụng đặc biệt này. Chứ Trang thì không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào. Cho nên chúng ta cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Nếu các bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.